Hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Nông Trong 25. Mình xin tiếp tục cái chủ đề hôm bữa, làm chủ đề của video gần nhất các bạn, là mình có chia sẻ 6 cái cách mà ăn trộm thường hay sử dụng để phá ổ khóa nhà của bạn, cổng của bạn hoặc là xe của bạn. Vậy thì cái phương pháp chống chống là những cái cách này là như thế nào, thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ tiếp. Cái chủ đề ngày hôm nay là cách để mình chống lại một cái vụ đột nhập như vậy. Ok, thì dựa vào những phân tích hôm trước của mình về 6 cách phá ổ khóa, thì tóm gọn lại là ăn trộm sẽ thực hiện những cái phương pháp nào đơn giản nhất, nhanh nhất, bao gồm đó là công phá ổ khóa, công phá vào cái cùm, công phá vào cái thân khóa, công phá vào cái càn khóa, để làm sao nạy ổ khóa hoặc là vặn cho sẵn bể cái thân khóa đó. Và dựa vào những cái đặc điểm, gọi là những cái đặc điểm mức an toàn của ổ khóa. Rồi, ok, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để chọn được một cái ổ khóa tốt để có thể chống lại được những cái cuộc tấn công đó. Ok, thì đầu tiên mình nói sơ qua về một cái tiêu chuẩn đánh giá ổ khóa. Thì hiện tại trên thế giới các bạn, thì chưa có những cái tiêu chuẩn gọi là cho toàn thế giới, mà chỉ có một cái tiêu chuẩn của từng hãng đặt ra. Họ thường là sẽ đặt ra một tiêu chuẩn, họ tự đánh giá, đặt ra một cái tiêu chuẩn, là ví dụ như là 10 điểm thì nó sẽ chạy từ cái cấp 1 cho tới cấp 10. Ví dụ nó như hãng Abus đi, nó sẽ có là gọi là security level từ 1 tới 10, thì cấp 1 là thấp nhất, cấp 10 là cao nhất. Tuy nhiên là những hãng khác, tùy những hãng khác họ cũng có những cái tiêu chuẩn đánh giá riêng, và có hãng thì công bố tiêu chuẩn, có hãng thì không công bố. Nhưng có một cái tiêu chuẩn của châu Âu là được tất cả một số nước hãng khóa lớn của châu Âu đề ra cái tiêu chuẩn, thì tiêu chuẩn gọi là SEN, viết tắt của nó là chữ C, chữ E, chữ N, viết tắt của chữ Central European Norm, có nghĩa là những cái tiêu chuẩn của châu Âu đó. Thì cái tiêu chuẩn này nó bao gồm 6 cấp độ và thường được chứng nhận cho những cái ổ khóa mà cao cấp vượt qua được những cái tiêu chuẩn của nó, thì cái hiệp hội khóa của châu Âu này họ sẽ cung cấp cái chứng chỉ đó. Đó. Thì nó đi từ 1 tới 6, trong đó cấp 1 đó là an ninh thấp, cấp 2 là an ninh tiêu chuẩn, cấp 3 là an ninh cao, cấp 4 á là cấp 3 là trung bình và cao, cấp 4 á, là cao, và cấp 5 mà rất cao, và cấp 6 á, là cực kỳ cao. Có nghĩa là một cái ổ khóa mà đạt từ cấp 2 là đã thuộc loại tiêu chuẩn rồi, và từ cấp 3 trở lên cho tới cấp 6 á, là ổ khóa rất tốt. Đó, thì trong đó cấp 6 á, là thường á, là rất hiếm xuất hiện ở trên thị trường, nó chỉ dùng cho những mục đích đặc biệt, thành ra là rất hiếm khi mà bán trên thị trường, và chủ yếu là từ cấp 3 tới cấp 5. Trong đó cấp 5 thì đã thuộc cái dạng chìa khóa, là thuộc ổ khóa, thuộc dạng là rất cao rồi. Cái bảng mà mô tả về cái từng cái giải thích, từng cái sao, từng cái cấp của sen này á, thì mình có thể chia sẻ sơ qua với các bạn, để mình đọc sơ qua cho các bạn, để các bạn có thể hình dung sơ sơ. Ví dụ như cấp 1, nó có những cái tiêu chuẩn như là cái độ độ trùng chìa khóa đi. Chìa khóa nó độ trùng thì 1/300 là cấp 1, có nghĩa là nó dễ bị trùng chìa khóa các bạn. Còn cấp 6, cấp 5 thôi, nó đã lên tới hơn 10.000 lần, có nghĩa là cái độ trùng chìa khóa của nó là 1/10.000. Đó, là nó đã đạt được tiêu chuẩn cấp 5 rồi. Rồi ví dụ như về lực kéo của ổ khóa, thì
lực kéo mà để cái còng nó bị vỡ ra đó các bạn. Thì cấp 1 nó chỉ có 3 kN thôi, nhưng mà cấp 6 nó lên tới 100 kN. Thì cái kN là cái lực đơn vị lực đó các bạn. Thì các bạn thấy là từ cấp 1 tới cấp 6 nó đã khác biệt từ 3 kg cho tới 100 kN nha. Đó. Rồi ví dụ lực xoắn của cái cấp 1 đó là 40 Nm. Xoắn của cái còng đó các bạn. Cái còng á thì nó có hai cái lực, một cái lực kéo và hai là lực xoắn nha. Thì thường á lực kéo nó sẽ chịu cao hơn là lực xoắn. Thì cái lực xoắn của cấp 1 á là 40, nhưng mà cái lực xoắn của level 6 các bạn nó lên tới 2500 Nm. Đó. Thì cái tiêu chuẩn về châu Âu á nó sẽ còn nhiều mục nữa, bao gồm là khả năng trùng chìa, lực kéo, lực xoắn, khả năng chịu được cái nhiệt độ các bạn đó, rồi khả năng chịu được cái sự công phá, cắt, cưa, khoan đó. Thì cái này nó thuộc về chuyên ngành, thành ra là các bạn có thể search lên trên mạng các bạn có thể thấy. Tuy nhiên các bạn có thể là hiểu ở một cái mức độ là đơn giản hơn, có nghĩa là từ cấp 3 trở lên là đã là thuộc loại tốt rồi, cho tới cấp 5 đó. Còn cấp 6 thì rất hiếm xuất hiện trên thị trường, bởi vì những tiêu chuẩn cấp 6 là cực kỳ khó đạt được. Mình giải thích lại nghe. Mình tóm gọn lại cái tiêu chuẩn của châu Âu như sau. Cấp 1 là an ninh thấp, cấp 2 là độ an toàn tiêu chuẩn, cấp 3 là độ an toàn trung bình tới cao, cấp 4 là độ bảo mật cao, cấp 5 là độ bảo mật cực cao, cấp 6 là độ bảo mật tối đa. Đó. Vậy thì khi mà các bạn muốn chọn một cái khóa tốt, có thể là chịu được lực kéo, lực xoắn, rồi khả năng chống chìa khóa giả này kia, thì các bạn chỉ cần chọn từ cấp 3 cho tới cấp 5 là đã ok rồi, ổn rồi. Tuy nhiên tùy vào cái mục đích, tức là tùy vào cái giá trị của cái vật mà các bạn muốn bảo vệ. Ví dụ như các bạn bảo vệ một cái nơi đơn giản, giá trị của vật là giá trị của đồ vật ở trong nhà đó chỉ là, ví dụ như mình nói như một cái nhà kho chỉ những cái đồ dùng bình thường, thì các bạn chỉ cần dùng ổ khóa đạt được tiêu chuẩn sen cấp 3 thì nó đã bảo vệ được rồi các bạn. Bởi vì ở trong nó một cái nhà kho, các bạn để dụng cụ công cụ bình thường không có gì quan trọng, các bạn không cần một cái ổ khóa cao cấp. Tuy nhiên ví dụ như là cái kho hàng các bạn chứa những cái đồ vật giá trị cao, thì các bạn có thể chọn những cái ổ khóa cấp 4, cấp 5 đó. Bởi vì những cái phương pháp phá khóa quan trọng thì dựa vào cái việc khoan, cắt, nạy, bẻ, thành ra mình chỉ cần chống bằng cách là chọn mua những ổ khóa có khả năng, thứ nhất là chống được cái lực kéo, có nghĩa là nạy lên đó các bạn, lực kéo là lực này nè, kéo lên nè có nghĩa là nạy nè, rồi cái lực xoắn có nghĩa là bẻ ngang đó, thì nó đã gây khó khăn rất lớn cho ăn trộm. Và cấu tạo của cái ổ khóa có những cái rẫm chìa đặc biệt thì nó sẽ bảo vệ được an toàn tối đa đó. Vậy thì tóm lại, mình để các bạn phòng chống ăn trộm thì các bạn mình chưa nói tới việc gia cố, giải pháp tổng thể nghe, mình nói là ở cái lĩnh vực có nghĩa là cái không cho người ta phá khóa thôi nghe. Tại bởi vì một cái an ninh mà tổng thể trong căn nhà nó nhiều vấn đề nữa, người ta có thể là không bẻ khóa mà người ta vô bằng cách khác. Tuy nhiên về vấn đề cái khóa đi, thì làm sao để chống được cái việc xâm phạm, thì các bạn chỉ cần chú ý những điểm sau, là nó đạt được những tiêu chuẩn châu Âu cấp 3, cấp 4, cấp 5 đó. Hoặc là nếu như không đạt được cái tiêu chuẩn châu Âu thì phải đạt được những cái tiêu chuẩn của hãng từ 7, 8 điểm, 9 điểm trở lên đó. Bởi vì mỗi hãng nó cũng có một tiêu chuẩn riêng các bạn. Nếu như nó không đạt được tiêu chuẩn châu Âu thì nó phải đạt được những cái cấp độ 7, 8, 9 trở lên, thì lúc đó các bạn có thể là an tâm sử dụng cho cái việc mà bảo vệ những cái tài sản giá trị cao của mình đó.
là những cái chia sẻ ngày hôm nay của mình. Tuy nhiên mình có thêm một số lưu ý với các bạn cũng như một số cái lời khuyên về chọn lựa. Vậy thì một cái ổ khóa an toàn thường cái mức giá nó là nằm ở bao nhiêu, hoặc là những hãng khóa nào tốt thì mình có thể giới thiệu với các bạn một số cái hãng khóa mà an toàn mà nó đang bán thị trường Việt Nam. Ví dụ như là ở Việt Nam nó có khóa Việt Tiệp này các bạn, khóa Huy Hoàng này các bạn. Gần đây nó có một hãng khóa như là Hoàng Ngọc Viễn Đông, nó cũng có một số cái mẫu mã nhất định về khả năng an toàn. Đó là những cái hãng khóa của Việt Nam. Còn những hãng khóa nước ngoài thì mình có những hãng khóa như là Stanley, Solet, Yale, Yeti, Onga của Mỹ, Upline của Phần Lan, Abert của Đức, Australia là của nước Úc, rồi một số những cái hãng khóa nhập từ các nước châu Âu khác nữa, ví dụ như là Isel của Italia. Đó thì đó là những cái hãng khóa mà mình giới thiệu từ những cái hãng khóa nổi tiếng, danh tiếng mà nó đang bán ở thị trường Việt Nam. Tất nhiên khi mà các bạn chọn một cái sản phẩm á, thì đầu tiên là mình nói tới thương hiệu. Khi mà cái thương hiệu tốt á, thì nó sản phẩm tốt đã. Rồi mình nói về cái mặt bằng giá. Thì ví dụ như các bạn muốn chọn một cái ổ khóa dòng khóa treo để khóa cửa, khóa kho, khóa nhà thì cái tầm giá bao nhiêu, thì mình nghĩ rằng cái tầm giá nó phải loanh quanh từ khoảng, ví dụ Việt Nam thì nó phải trên 100 ngàn, khóa nhập nó phải trên 300, 400 đó, thì nó sẽ là bắt đầu đạt được cái tiêu chuẩn là an toàn khá rồi. Những cái ổ khóa đặc biệt trên 1 triệu, trên 2 triệu, trên 3 triệu thì bảo vệ được rất cao, và khả năng á, là hầu như ăn trộm á, là không thể công phá, không thể mở nổi. Khi mà ăn trộm thấy những cái ổ khóa mà tầm trên 1 triệu, trên 2 triệu, trên 3 triệu thì hầu như á, là họ sẽ dùng phương pháp khác để mở, để đột nhập, chứ không còn, họ sẽ không có phá khóa nữa. Hoặc là họ sẽ bỏ qua, họ chọn những cái căn nhà khác, những cái nơi khác để ăn trộm. Bởi vì chắc chắn là cái thời gian mà để ăn trộm phá được cái khóa đó thì gần như là không 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 thể phá được bằng những dụng cụ thông thường, những phương pháp thông thường, ví dụ như là dùng xà beng, dùng này kia là nảy không bao giờ ra nổi. Đó, thành ra ví dụ như cần là phải có máy cơ điện này kia, thì những cái đó là không thể có trong thực tế. Không có ai mà ăn trộm nhà người ta mà có thể là cầm cả một cái máy cưa cắm điện vô mà ngồi cưa hết. Thì nếu cưa được như vậy á, thì sớm muộn gì thì cái ổ khóa, không có ổ khóa nào chịu nổi các bạn. Tuy nhiên cái đó là một cái lĩnh vực khác mà mình không nói, mình đang nói cái này là cái chuyện á, là trong thực tế ăn trộm lúc nào cũng muốn làm trong im lặng và nhanh chóng. Đó thì không thể nào mà mình nói là họ có thể dùng, mà họ xách một cái cưa máy ra, họ ngồi họ cắm điện họ cưa, thì cái đó thì không có cái khóa nào chịu nổi. Đó rồi, ok, thì hôm nay mình có chia sẻ về một số cách phòng chống bằng bằng việc chọn lựa những cái sản phẩm khóa tốt, và mình có giải thích qua về cái tiêu chuẩn châu Âu SEN để cho các bạn biết là nên chọn những cái cấp độ như thế nào là an toàn cho cái tài sản của mình. Rồi, ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.